Hello mấy chị ha, đẹp đây mấy chị ơi. Hôm nay thì ở video này em có cái mẫu mới ha, em quay cho mấy chị xem ha. Thì cái đồ này là cái kiểu nó tương tự như bơ hởm là beo đá ha mấy chị. Cái đồ này mấy chị nhìn mà mấy chị ưng liền, mà lại là hoa văn đẹp, chất liệu đẹp, vải cũng đẹp luôn, mà giá rất là hợp lý luôn nha mấy chị. Đồ này là em chỉ bán 75.000 thôi. Đúng ra cái đồ ghép đợt này là em bán bo 85.000, nhưng mà em thì mấy chị biết rồi đó, cái tính em là bán sao mà có thể là chia cho mấy chị được cái lợi nhuận cho nó rẻ nhất mà em có thể, là em có thể mà em bán được cho mấy chị tới tay mấy chị là cái giá rẻ nhất, là giá ổn nhất và bộ đồ mấy chị ưng nhất nha. Đó thì bây giờ hôm nay á là em bán mấy mẫu sắc nách rồi mấy mẫu tay liền, tại trước giờ em bán có tay nhiều, rồi sau này em bán mấy mẫu sắc nách. Cái mẫu tay liền thì giờ em mới cắt lại cái mẫu này. Mẫu này là giống như đợt rồi của mấy chị mà mấy chị hay gọi, em hay gọi là beo đá đó mấy chị nhớ không? Thì cái kiểu này nó cũng y vậy, nhưng mà nó chỉ khác cái chỗ cái miếng đen, ghép đen ở chỗ này. Nó còn cái này thì cái này cũng ghép. Nó nhưng mà ghép tay thôi, ghép tay với ghép với viền. Mẫu rất là ưng nha mấy chị. Rất là cưng luôn, vải đẹp, chất vải đẹp thì chị nào mà mua đồ bên em rồi đó thì mấy chị biết. Mấy chị biết đó là chất vải đồ bên em là mấy chị chọn, mấy chị nhận là mấy chị ưng liền. Vải dày dặn mềm mịn, đồ cắt may. Nhưng mà một điều là đồ này là em may máy 3 kim để cho cái giá mà nó giảm xuống mức tối đa đem bán cho mấy chị tới tay mấy chị giá rất là rẻ. Thì chị nào xem video ấy, mấy chị cho em cái đăng ký kênh ha, một cái nút like ha, để mà cái video sau mà em có ra hai mẫu mới em có ra thì mấy chị sẽ nhìn thấy em nha mấy chị. Thì đầu tiên là bây giờ cái mẫu này là thun AT thì 75.000 một bộ. 3 bộ em bao ship ha. 3 bộ em bao ship. Cái này là có 3 số, số 2, số 3, số 4. Từ 46, 47 cho tới 65 kg là bạn vừa nha mấy chị, nhưng mà 65 là phải cao nha. Chứ còn 65 mà 1m50 thì bạn nó ôm. Tại vì có một số chị á muốn mua mà 65 kg mà 1m50 mà chịu là phải thoải mái thì không vừa nha mấy chị. Mấy chị thông cảm cho em nếu 65, tại vì 65 là cái mức cuối cùng của cái người mặc là số 4, thì cái mức cuối cùng đó thì chị phải là 62 kg. Còn nếu 65 kg thì chị phải cao dùm em 1m6, chớ mà 1m5 là bận nó hơi ôm nha, không được thoải mái nha. Chị nào ôm thì mới bận được, chớ mà cái mà mấy chị không có bận ôm là không có bận được cái là 65 kg nha mấy chị. Còn một điều nữa, nhiều chị xem video rồi gọi cho em nói là chị 70 kg Điệp ơi, thì em sẽ giới thiệu đồ cho chị là 70 kg. Tại hiện tại á thì em có đồ là 70 kg, 75 kg, 80 kg luôn. Nhưng mà những cái mẫu đồ đó thì là em không có quay trên video, tại vì từ 75 kg cho tới 80 kg, 85 kg là em vẫn có đồ, là vừa đồ quần dài mà vừa là quần lửng luôn. Thì đồ đó là 100.000 một bộ. Nhiều chị hỏi tại sao em quay trên video, em nói là 75.000 một bộ mà bây giờ đồ đó em đòi 80.000 hoặc là 100.000 hoặc là 85.000 gì đó. Thì em nói cho mấy chị như thế này, em quay trên video là em nói em có số 234 75.000 một bộ, thì là từ 234 trở lại thì mới là 75.000. Còn số 5 trở lên thì số 5, số 6, số 7, số 8, mỗi một số cái đồ nó khác nhau. Chứ nhiều chị không có chịu mua, nói rằng em nói 75.000 một bộ mà sao bây giờ em lại đòi 80 hoặc 85 hoặc 100, là không có phải nha mấy chị. Mấy chị hiểu không, có mấy chị không nghe kịp rồi mấy chị nói hiểu như vậy thì tội nghiệp cho em. Em nói 75.000 một bộ là từ số 4 trở lại. Tại sao em hay nói là có chỉ có số 2, 3, 4 mà thôi. Đó, thì 75 là từ số 4 trở lại. Còn số 5, số 6, số 7, số 8 thì những cái số đó là giá nó khác. Một là cái xây đồ nó rộng quá, mình không thể cắt ghép chung với những đồ khác. Thí dụ như cái đồ số 4 thì em phải cắt đi đâu với số 1, số 2 em phải đi đâu với số 3. Thì cái khổ giải nó mới đủ và nó sẽ ngợi đồ ra thì em mới bán giảm giá được. Còn cái số đó em sẽ quất một cái một nó hết một cái khổ giải rồi, thì nó heo giải hơn thì làm sao em bán bằng cái giá đồ này được. Thành ra cái đồ mà từ số 5 trở lên rất là ít,
rất là ít người rất là ít người cắt những cái kiểu cọ này. Một là ít người mua, hai là cái nó hao giải quá, không đủ giải để cắt, mà cái giá cao hơn thì người ta sẽ ngại. Rồi chị, mấy chị mà xem like để ý cho em nha. Hiện tại thì cái mẫu này là em có là 5 màu, 6 màu, em sẽ dơ lên từng mẫu cho mấy chị xem ha. Cái này là chữ B nha mấy chị. Thun ati cổ vuông, ghép tay ghép đen. Chữ B, cái hình của nó là chữ B nha mấy chị, màu vàng. Chữ B màu đỏ, chữ B màu kem, chữ B màu cam, chữ B màu trắng và chữ B màu xanh ngọc. Rồi mấy chị xem lại giùm em nha. Đây, màu đỏ là 1 nè, màu kem là 2 nè. Màu kem là 2 nè, màu cam là 3 nè, màu trắng là 4 nè, màu xanh ngọc là 5, màu vàng bận trong người là 6. 6 màu, 4 số, 2, 3, 4, 75 ngàn, 3 bộ em bao ship thun AT dài tới mắt cá chân nha mấy chị đây. Rồi, AT dài tới mắt cá chân rồi. Mấy chị xem lại giùm em nha. Đây. Là 1m50, 1m50, 1m49 à. Nhưng mà em ấy là chỉ có 47-48kg thôi. Thì em bận cái này là số 2 là cũng vừa. Nhưng mà số 2 là nếu người nào bận ôm á, là tầm tới 52kg là bận vừa. Tại em bận nó còn hơi rộng nè mấy chị, chứ cái eo em nó hơi to. Cái eo em nó hơi to, theo cái này 52kg. Nếu chị nào bận khích là 52kg chị, mấy chị còn bận số 2 vừa nha. Đó, em 48 còn bận số 2 vừa. Chiều dài thì cũng rất là vừa nha mấy chị. Đó, cho nên là mấy chị nào 1m50 năm mấy thì mỗi cái nó sẽ cao hơn, thì chiều cao nó sẽ rất là vừa. Rồi, hoa văn rất là đẹp nha mấy chị. Rồi, 75.000 một bộ, 3 bộ em bao ship. Rồi, cái màu tiếp theo của em, màu đỏ nha. Rồi, màu đỏ, chữ B màu đỏ. Rồi, mấy chị có thể chụp lại màn hình giùm em nha. Đây, chữ B màu này là màu kem. Rồi, mấy chị nào thích màu sáng thì chọn màu này nha. Chữ B màu kem. Rồi, rồi cái đó là chữ B màu cam. Tai ghép đen, chữ B màu cam. Màu cam. Mấy chị thấy nó đỏ nhưng mà ở ngoài nó hơi cam cam nha mấy chị. Rồi, màu cam. Rồi, cái đó là, cái này là chữ B màu trắng đen. Rồi, trắng đen luôn. Rồi, em có 4 số, 2, 3, 4, 75 ngàn, 3 bộ em bao ship. Rồi, em quay 5 màu xong hết mấy chị. Rồi, em qua mẫu nha mấy chị. Rồi, mẫu tiếp theo của em nha mấy chị. Mẫu tiếp theo của em á, thì bây giờ em... thôi để em cho mấy chị xem cái sập trước đi, rồi em hãy nói mấy cái mẫu này sao. Cái này á, là sát nách ha. Cái này là sát nách bao lăng tông. Ở này nó có một miếng này nha chị, như là bao cánh én gì đó. Gọi nó là bao cánh én nha mấy chị. Ở cái nén, cái này là sọc. Sọc này á, là cũng là 75.000 một bộ thun AT. Cũng là 3 bộ em bao ship nha. Này là 2, 3, 4. Cũng 75.000, 2, 3, 4, 3 bộ em bao ship. 3 bộ là 225.000. Em bao ship nha mấy chị, chứ không phải là 75.000 mà 3 bộ nha mấy chị. 3 bộ là tới 225.000 đấy. Để có nhiều chị nói trời ơi, đăng 75.000 3 bộ bao ship mà vô 3 bộ rồi 225.000. Nhiều cái vui ghê mấy chị. Rồi, cái này là sọc thun AT, sọc caro nha mấy chị. Sọc caro này nhuyễn rất là đẹp luôn. Mấy chị nào mà hơi tròn nó thích, hay thích mặt sọc này lắm nè mấy chị. Sọc rất là đẹp luôn. Rồi, bao cánh én màu hồng. Rồi, màu hồng. Rồi, tiếp theo. Này, bao cánh én màu kem. Rồi, tiếp theo. AT bâu cánh én 2, 3, 4 màu tím. Rồi, 75.000 một bộ, 3 bộ bao ship. Rồi, màu vàng. AT bâu cánh én màu vàng 75.000, 3 bộ em bao ship sát nách. Rồi, tiếp theo. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ AT bâu cánh én màu đỏ, cũng là số 2, 3, 4 mấy chị, 75.000 em bao ship. Rồi, cái này là bao cánh én AT bao cánh én trắng đen, cũng 2, 3, 2, 3, 4, từ 48kg ra tới 75,
48kg cho tới 65 nha mấy chị. 2, 3, 4, 3 bộ em bao ship nha. Rồi màu trắng đen. Rồi tiếp theo nha mấy chị. Tiếp theo cái này là, cái này gọi cho em là beo nhí nha mấy chị. Beo nhí giống như đồ em mặn trong người nè. Cái này thì bao màu đen và bao cùng màu, nó lộn xộn nha. Chị nào thích bao màu đen thì nói em lấy bao màu đen. Còn chị nào thích mà bao cùng màu thì nói em lấy cùng màu nha mấy chị. Bao màu cùng màu thì nhìn nó không có rõ mấy chị. Bao màu đen thì nhìn nó rõ hơn. Cái này gọi nó là beo nhí nha mấy chị. Cũng là thun ati quần dài hết nha mấy chị. 75.000 ba bộ em bao ship số 234 luôn. Từ 48 cho tới 47, 48 cho tới 65kg nha mấy chị. Rồi cái này của em đang bận là gọi là bao màu cam. Bao màu, beo màu cam nha mấy chị. Cánh én, cánh én sát nách beo màu cam. Rồi cái này là cánh én sát nách beo màu trắng đen. Beo trắng đen nha mấy chị. Beo trắng đen. Rồi tiếp theo, tiếp theo cái này là cũng là cánh én nữa sát nách bao màu cánh én sát nách màu vàng nha. Màu vàng cũng đủ số 234 luôn. Cái này là bao, bao không có đen nha mấy chị. Bao này là cùng màu. Mấy chị nào thích màu đen thì nói đen. Mấy chị nào thích cùng màu thì nói cùng màu giùm em nha. Rồi beo màu vàng. Rồi tiếp theo cái này á là, cái này là màu, này là màu, màu này, này là gọi nó là màu gì mấy chị. Cái này nó không phải là trắng đen nha mấy chị. Cái này nó hơi xám xám nha mấy chị. Nói là màu xám nha mấy chị. Cái này là sát nách cánh én màu xám nha. Màu xám, màu cam. Màu xám, màu cam. Cái này mới trắng đen nha. Để mấy chị nhìn nhầm giùm em nha. Cái này là trắng đen nha mấy chị. Cái này là xám nha. Cái này là xám xám. Xám xám này nó cũng như hơi, hơi muốn qua xanh bơ đó mấy chị. Rồi cánh én, cánh én sát nách AT 75.000 ba bộ em bao ship nha. Màu xám, màu xám, màu trắng đen. Rồi sau cùng á là cái này là cũng là cánh én sát nách luôn. Cái này là xanh riêu nha mấy chị, xanh riêu. Em nha chị nào mà ưng mấy cái mẫu có bao mà cổ gọn này thì rất là đẹp nha mấy chị. Rồi ba bộ em bao ship luôn. Rồi cái này là cánh én, cánh én sát nách luôn. Rồi 234 thì em có 5 màu, 6 màu. Mấy chị ưng mẫu nào thì chụp lại màn hình gửi qua Zalo cho em nha mấy chị. Đồng thời thì mấy chị nhắn cho em là chị bao nhiêu ký đặng em biết là cái đồ đó là em còn hoa văn gì nha mấy chị. Rồi mấy chị xem like mấy chị cho em một một cái đăng ký kênh nha, một cái nút thích nha, để video sau mà em có lên đó là mấy chị nhìn thấy em nha. Nhìn thấy em có mẫu nào ưng thì mấy chị theo dõi giùm em, mà mẫu nào ưng thì mấy chị gọi cho em nha. Rồi giờ cuối video rồi, em cũng cảm ơn mấy chị thời gian qua cũng quan tâm em, cũng chia sẻ cho em nha. Rồi cũng đăng ký kênh cho em ha. Rồi bye mấy chị, hẹn gặp lại video sau nha mấy chị.